rất là tận tình chỉ cho em từng ly từng tí, cung cấp nhiều tài liệu tốt. Em đây là Nguyễn Ngọc Phương và năm em 16 tuổi. Em tham gia trong lớp học thiết kế thời trang của trường Hà Ken. Thì mục đích em tham gia khóa học này là để có nền tảng để sau này có kinh nghiệm để sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông thì em ra nước ngoài du học. Thì đây là cái nền tảng để em có thể học tập tốt hơn. Thì thông qua cái lớp học fashion design ở trường Ken thì có rất là em tiếp thu được rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, mình đây là sinh viên của bộ môn thiết kế thời trang, khóa học 4 tháng tại trường Cao đẳng Ken. Thì hiện tại mình đang sắp hoàn báo cáo tốt nghiệp cuối khóa để chuẩn bị xong khóa học của mình. Thì lúc đầu mình vào đây mình chưa có biết gì hết, về vẽ tay, về phối màu, tất cả đều không biết. Thì sau khi mà các thầy cô tận tình hướng dẫn cũng như là bày cho mình từng ly từng tí, thì cùng với cái khả năng sáng tạo của mỗi người thì sẽ tạo cho các bạn, mỗi người sẽ có được sản phẩm, bộ sưu tập mà sau này các bạn có thể làm một video để đi xin việc, có thể giúp mình có thêm việc làm mà mình ưng ý, cũng như là mơ ước của các bạn vậy đó. Còn cơ sở vật chất ở đây rất là hiện đại, hành lang thì sạch sẽ, nói chung là phòng học thì được trang bị rất là kỹ, máy móc mới tinh, thầy cô thì tận tình. Nên mong các bạn có thể bất chấp thời gian tham khảo cái nội dung tuyển sinh của trường mình, để mà có thể tạo một môi trường học tập tốt nhất cho các bạn.